Lạc Lạc là con trai ruột của anh. Thật sao? Lúc trước là do em không đúng, không nên ghét bỏ thân phận của anh, liền ngăn cản hai người nhận nhau. Sau này không được lừa anh nữa. Vậy anh cũng không được lừa em. Nếu anh để em biết được anh lừa em thì anh chết chắc. Giờ không phải lúc để nhận lại thân phận. Đợi qua mấy hôm nữa cho cô ấy một bất ngờ. Ừ. Về thôi. Nguyễn Tinh, gần đây gặp phải chuyện gì à? Sao mày vui thế? Tôi nói cô nghe, tôi hiện tại chồng con, nhà cửa đều có rồi. Cô có con rồi, được 5 tuổi rồi. Rất ngoan đó. Trùng hợp, cố tổng của chúng ta cũng có vợ con. Hả? Anh ta điên điên khùng khùng mà vẫn có vợ hả? Đừng nói bậy, không muốn làm việc nữa hả? Cố tổng vừa đẹp trai vừa có tiền, có người phụ nữ nào không yêu chứ? Đáng tiếc không tới lượt chúng ta. Cô nói anh ta lớn lên đẹp trai như vậy, sao tôi chưa từng gặp qua? Thật sự đẹp như mọi người nói sao? Đẹp trai hơn cả ngôi sao trên TV, chắc chắn không đẹp trai bằng Cố Nghiên nhà tôi. Nói mới nhớ tôi có ảnh. Một nhà ba người, đâu ra vậy? Xem nào. Là do đồng nghiệp của tôi chụp ở trường mầm non. Có muốn xem không? Đưa xem nào. Tôi không cho người khác xem đâu. Tôi muốn xem cố tổng này rốt cuộc trông như thế nào. Trong thời gian làm việc còn làm gì vậy? Chào chủ quản. Hạ Nguyễn Tinh. Có việc gì? Thái độ của cô là sao? Cô đã được thông báo trở lại vị trí cũ. Bây giờ đi báo cáo đi. Thật sao? Không muốn đi, có thể không đi. Đi chứ, bây giờ sẽ đi. Lúc nãy xem gì vậy? Đưa điện thoại ra đây. Mau đưa tôi. Đây là... Là cố tổng cùng vợ con anh ấy. Nói bậy, cố tổng còn chưa kết hôn mà. Tình nhân và đứa con quan. Anh đừng có nói cho người khác. Còn cần cô nhắc sao? Miệng của tôi ấy chặt nhất trong các công ty này đấy. Bóng lưng này đúng là cố tổng rồi. Hay cho một con hồ ly tinh có thể giải quyết cố tổng. Cô ta muốn mẹ nhờ con sao? Người phụ nữ này là ai? Làm xong sớm, về ăn cơm sớm. Cả ngày làm việc vất vả rồi. Nói cho anh một tin tốt. Em được phục chức rồi, còn tăng lương nữa. Cách làm việc của giám đốc Dương cũng không tệ lắm. Chúc mừng em. Có phải anh đã quay về Dạ Sắt tìm cao tổng giúp đỡ rồi không? Tuyệt đối không có. Anh đã hoàn toàn vạch ra ranh giới với công việc trước đây rồi. Vậy không lẽ cố tổng biến thái đó tự nghĩ thông suốt rồi? Có khả năng nào cố tổng không phải là biến thái không? Anh không thấy lạ sao? Anh ta chèn ép em, rồi lại thăng chức cho em. Đúng là nắng mưa thất thường. Em biết rồi, anh ta nhất định là thích em, làm vậy để thu hút sự chú ý của em. Chắc chắn là vậy rồi. Sao anh bình tĩnh thế? Em biết rồi, anh cảm thấy cố tổng thích em nên anh ghen rồi. Sao anh phải tự ghen với chính mình? Đó không phải chứng minh là người phụ nữ của anh rất hấp dẫn sao? Đúng vậy. Nhưng anh yên tâm, em không có hứng thú với anh ta. Anh xem anh ta kìa, một người nắng mưa thất thường, hơn nữa cuộc sống riêng tư không ổn. Cuộc sống riêng tư không ổn? Anh biết không, hiện nay khắp công ty của em đang lan truyền một tin tức. Cố tổng ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ, còn sinh ra một đứa bé nữa. Có lẽ hai người họ là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực mà chưa kết hôn. Em yên tâm, đợi thời cơ đến, anh nhất định sẽ cưới em về nhà. Em đang nói về cố tổng, anh ở đây cầu hôn cái gì? Đúng rồi, anh tìm việc ra sao rồi? Anh đã nộp hồ sơ, nhưng bọn họ không để ý tới anh. Anh tính ngày mai sẽ đi xem thế nào. Không sao, anh vừa mới đổi việc nên giảm bớt yêu cầu lại. Ví dụ như là có thể sửa mấy điều hòa, hay là thông cống. Việc này anh không làm được. Anh nghe rõ chưa? Được thôi. Ngoan. Cố tổng, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Tôi hiểu rồi, sa thải người tung tin đồn. Đi rửa tấm ảnh này đi, đóng khung lại, gửi đến nhà tôi. Hả? Hả gì mà hả? Ảnh gia đình hiểu không? Cả gia đình tương thân tương ái. Mau đi. Dân. Bây giờ sao? Nhưng tôi phải gửi một thứ. Hạ tiểu thư, cô có thể gửi giúp tôi món đồ này không? Được thôi. Cái này,
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau, và cả mật mã mở cửa nữa. Cảm ơn cô nhiều. Không cần đâu, anh đã giúp tôi và Cố Nghiên rất nhiều. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Cái này là gửi đến đâu vậy? Nhà Cố tổng. Tôi đi gửi có vẻ không hợp lý cho lắm. Rất hợp lý đó. Tôi đi đây. Nhiều ngày ngủ ở sofa, thắt lưng muốn gãy luôn rồi. Không được, phải nhanh chóng đón Nguyễn Tinh và Lạc Lạc qua đây, ở cùng với mình thôi. Nhưng mà nhà này ở ba người có phải là quá bé rồi không? Đây chắc là nhà Cố tổng rồi. Sớm biết là đưa đồ cho hắn, mình đã từ chối rồi. Không hổ là chủ tịch Thịnh Thế, dầu nước đố đổ chết. Ai vậy? Chết tiệt, có Cố tổng ở nhà. Cố tổng, cái này là... Sao em lại ở đây? Em đến đây để gửi đồ hộ trợ lý Cao. Tiểu Cao còn dám sai khiến em sao? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sao anh ở đây vậy? Anh... Em biết rồi. Không ngờ. Xin lỗi. Anh không nên. Xin lỗi cái gì chứ? Không gì phải xấu hổ hết. Em chỉ không ngờ rằng anh nhanh như vậy đã nghe theo lời khuyên của em thôi. Đi làm công. Không phải anh tới đây để sửa chữa sao? Anh đây là đến sửa điều hòa hay đến thông cống vậy? Anh sửa sofa. Anh còn biết làm nghề này hả? Thật lợi hại. Nhưng mà anh biết nơi này là đâu không? Là đâu? Đây là nhà của chủ tịch Thịnh Thế. Thật trùng hợp, lần đầu tiên anh nhận công việc, liền nhận được công việc từ chủ tịch của em. Trong nhà này còn được gặp em ở đây. Em cũng không ngờ là anh ta thật sự quá trùng hợp rồi. Sửa chữa này. Anh làm gì vậy? Cái gì là làm cái gì? Chủ tịch của bọn em rất sạch sẽ, anh đứng dậy mau, nếu không thì chết chắc. Không sao, em cũng ngồi đi. Em không đùa với anh đâu, em đã thấy tính tình của chủ tịch. Một khi anh ta tức giận sẽ đứt biến thái đó. Mình không phải, mình không có. Mau đứng dậy đi. Như vậy chắc sẽ không bị trừ tiền đâu. Được rồi, anh bắt đầu đi. Bắt đầu gì cơ? Sửa sofa đó. Đồ em gửi đến rồi, em về trước đi. Không cần, đây là công việc đầu tiên của anh. Em muốn ở bên anh, động viên anh. Không cần đâu. Bắt đầu đi. Sofa. Anh nói thật nhé, anh không biết sửa. Em biết mà. Em biết sao? Thật sự xin lỗi anh. Em không nên ép anh, tạo áp lực cho anh. Không nên nhận khách thay anh. Không sao. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ ép anh nữa. Sau này em sẽ kiếm tiền. Vậy chẳng phải anh trở thành một người đàn ông yếu đuối sao? Sao lại gọi là đàn ông yếu đuối được? Đây, gọi là giúp đỡ nhau. Anh là người đàn ông của em. Sau này em sẽ nuôi anh. Em nguyện ý mà. Đây là câu nói hay nhất mà anh từng nghe. Sao vậy? Làm vậy ở nhà người khác hình như không ổn cho lắm. Đây là nhà của anh. Hơn nữa còn là nhà của tên biến thái này. Phải cẩn thận chút. Sau này cũng sẽ là nhà của em. Không được nói xấu Cố tổng sau lưng nữa. Em nói chút có sao đâu. Anh ta cũng đâu có nghe thấy. Một chữ cũng không sót. Đúng rồi, anh cho em xem một thứ. Có đẹp không? Đẹp thật. Thử xem. Em đeo á. Thử cũng đâu mất tiền đâu. Đây là đồ cổ của con dâu Cố gia. Cái này nhìn đắt quá. Lỡ như bị gia đập, khuynh gia bại sản cũng không đền nổi đâu. Cẩn thận một chút là được rồi. Không sao, cứ nghe anh. Rất hợp. Đúng là rất hợp. Nhưng đó không phải là của em. Tiêu rồi. Sao lại có người về rồi? Ai đó? Có phải Cố tổng của chúng ta về rồi không? Không xong rồi. Không sao. Làm sao đây? Tháo chiếc vòng này ra đi. Đi qua đây với anh, tin anh. Được, để em chút. Đi thôi. Vào trong đi. Như vậy không ổn cho lắm. Cô Yến. Khương Giao. Cô. Em về rồi, sau này em sẽ không đi nữa. Cô nói với tôi những điều này làm gì? Vào đây bằng cách nào? Bác gái đưa chìa khóa cho em. Khương Giao diễn viên múa. Mẹ tôi không phải kim bài miễn tử của cô. Tôi cảnh cáo cô, sau này không được tùy ý vào nhà tôi nữa. Cô Yến, anh đừng như vậy.
Đừng có được voi đòi tiên. Việc của 5 năm trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu. Em không nên để bác gái bỏ thuốc. Nhưng em không có ý xấu, em chỉ là thích anh. Nhưng tôi không thích cô. Không thể nào, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh vẫn luôn chăm sóc em. Khương Giao, tôi chỉ xem cô như em gái thôi. Em không tin, một chút tình cảm anh cũng không có. Tôi thật sự không có tình cảm nam nữ với cô. Cánh cửa của nhà giàu thật tốt, không nghe được tiếng gì hết. Không biết bên ngoài có chuyện gì. Cố tổng sẽ không bởi vì anh ấy không biết sửa sofa mà làm khó anh ấy chứ. Không phải như vậy. Anh lừa em. Khương Giao, không thể để anh ấy ở ngoài một mình. To rồi. Cái này vẫn chưa tháo ra được. Nếu để cố tổng nhìn thấy là nói mình ăn cắp nữa. Trong phòng có người. Không có. Giám thanh lúc nãy. Được thôi, việc hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra. Cô mau đi đi. Không, em không muốn anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Em muốn anh biết là em yêu anh. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cô. Cô hiểu không? Có phải anh có người phụ nữ khác rồi không? Đúng, tôi có người yêu rồi. Là con hồ ly tinh nào? Cô ăn nói cho cẩn thận. Cô ta là con tiện nhân. Nhất định là cô ta đã quyến rũ anh. Ngược lại, là tôi thích cô ấy trước. Anh nhất định đã bị cô ta mê hoặc rồi. Cô ta đang ở đâu? Cô ta là ai? Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Mau đi đi. Vậy em sẽ tự tìm. Cô ta đang ở bên trong đúng không? Khương Giao. Không xong rồi. Cái này bị dở rồi. Mình làm sao ăn nói với cố tổng đi? Cô là ai? Cô là ai? Anh giấu tình nhân trong nhà hả? Không phải, việc này không liên quan tới anh ấy. Cô chính là con hồ ly tinh quyến rũ Cố Yến sao? Cô nói là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế Cố Yến. Còn Cố Yến nào khác sao? Đừng giả ngốc. Có chứ, người đàn ông của tôi cũng tên là Cố Yến. Tôi nghĩ cô nhầm rồi, tôi và Cố tổng rất trong sạch. Trong sạch cái khỉ gì? Tôi là nhân viên của anh ấy, đến đưa đồ cho anh ấy thôi. Đồ gì? Đây. Sao em lại bất cẩn thế? Có bị thương không? Không sao, trước mặt người ngoài như vậy không ổn lắm. Hai người, cô chắc là bạn gái của cố tổng rồi. Tôi với anh ấy thật sự không có quan hệ gì hết. Vậy hai người bây giờ đang làm gì vậy? Tôi đến đưa đồ. Vậy tôi đi trước. Đợi đã. Đúng rồi, tôi sẽ đưa anh ấy đi cùng. Sẽ không làm phiền cô nữa. Đi thôi. Đưa đến thứ đồ gì đây? Em làm gì vậy? Chạy trốn. Anh và Lạc Lạc cũng mau dọn đồ đi. Chạy gì mà chạy? Hôm nay chúng ta ở nhà cố tổng. Làm chuyện như vậy chúng ta chết chắc. Không chết được. Mặc dù hôm nay cố tổng không có ở nhà, nhưng chúng ta đã đắc tội với người phụ nữ của cố tổng. Chỉ cần cô ấy qua đó thổi gió bên tai, anh và em đều tiêu đời. Đó không phải là người phụ nữ của cố tổng. Sao anh biết? Lúc em ở trong phòng, hai người đã thầm thì gì vậy? Anh không bị thương chứ? Anh không sao. Anh không sao, yên tâm đi. Không sao. Mẹ ơi, sao cái vòng tay này vẫn còn ở đây? Thật sự sắp xong đời rồi. Được rồi, được rồi. Em không tháo ra được thì đừng tháo nữa. Đeo nó đi. Anh chưa từng thấy qua bàn tay sắt đá của cố tổng đâu. Nếu không trả lại, em thật sự phải vào tù đó. Tối mai trả lại là được chứ gì? Tối mai, cuộc họp thường niên của Thịnh Thế. Trả trước mặt luôn hả? Trả trước mặt luôn. Anh thật sự không muốn sống nữa à? Em yên tâm đi, anh sẽ giải thích với anh ta, đảm bảo không sao. Anh là muốn tìm trợ lý cao giúp đỡ sao? Bí mật, tối mai em sẽ biết thôi. Hà tiểu thư, chúng ta nói chuyện chút. Tiểu thư, chuyện hôm qua là tôi không đúng. Tôi đến đây không phải vì chuyện này. Vậy còn chuyện khác nữa sao? Tôi đã đến Thịnh Thế nghe ngóng rồi. Mọi người đang truyền tin cố Yến đã có vợ và con. Liên quan gì tới mình chứ? Người phụ nữ đó là cô sao? Hả? Không phải. Trong này có 500 vạn. Rời xa anh ấy. Nhiều tiền vậy sao? Tôi nghĩ cô có hiểu nhầm gì rồi không? Cô biết tôi là ai không? Không biết. Vậy cô nghe rõ đây.
Tôi là một vũ công ballet nổi tiếng thế giới. 5 năm qua trên sân khấu, tôi đều là nữ chính. Thật lợi hại. Vì vậy, nữ chính bên cạnh Cố Yến cũng nhất định phải là tôi. Đúng. Cô rốt cuộc có nghe nghiêm túc hay không vậy? Tôi và Cố Yến lớn lên cùng nhau. Tôi rất hiểu anh ấy. Vì thế, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy. Nhưng việc này có liên quan gì tới tôi sao? Đừng giả ngốc nữa. Tôi biết Cố Yến bị cô quyến rũ. Tôi xác nhận lại chút. Cố Yến mà cô nói là Cố Yến của tập đoàn Thịnh Thế sao? Đương nhiên. Vậy cô nghĩ nhiều rồi. Tôi và chủ tịch đều chưa gặp mặt nhau, lấy đâu ra quyến rũ? Cô còn giả vờ. Hạ Quyển Tinh, loại phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều rồi. Tôi là loại phụ nữ nào? Một lòng một dạ muốn trèo lên giường, cố gắng trèo càng cao. Loại phụ nữ ham tiền. Loại phụ nữ như cô tôi biết rõ nhất. Rút lại lời nói của cô đi. Sao vậy? Làm việc bẩn thỉu còn sợ người khác nói. Con trai mấy tuổi rồi? Không phải con trai mình Lạc Lạc sao mình biết được? Thật ra tôi cũng không để ý, chỉ là muốn biết cô ở bên Cố Yến bao lâu rồi. Ông nói già bà nói dịch. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây. Bị tôi nói trúng rồi sao? Muốn dựa vào con trai? Nằm mơ đi. Mang theo đứa con tạp chủng của cô, cút đi. Cô nói lại lần nữa xem. Tôi nói sai sao? Nếu như Cố Yến thật lòng đối xử tốt với mẹ con cô, anh ấy sẽ không để cho hai người ở ngoài đâu. Theo như lời cô nói, vậy không phải lỗi của Cố tổng sao? Người ta đều sinh con cho hắn rồi, hắn lại không cho người ta danh phận. Người hạ đẳng thích những điều kỳ lạ. Có con rồi thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi giải trí. Của người giàu, thích thì nuôi, chán rồi thì đưa một nắm tiền đuổi đi. Cô có biết là mẹ đơn thân vất vả lắm không? Vất vả? Chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao? Ảo tưởng dùng đứa trẻ để níu giữ người đàn ông. Mấy bà mẹ đơn thân như cô tôi thấy nhiều rồi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Sau này đứa con lớn lên rồi cũng sẽ là hạng người lừa đảo. Cô thật hẹp hòi. Tôi không phí lời với cô nữa. Người Cố Yến cưới nhất định sẽ là tôi. Còn cô, cầm số tiền này cùng với đứa con của cô, đi càng xa càng tốt. Tôi sẽ không cho cô được như ý đâu. Nguyễn Tinh, tại sao chúng ta lại mặc đẹp như vậy ạ? À? Ngồi đi. Đi cùng với mẹ tới một nơi. Đi làm gì ạ? À? Đi thay trời hành đạo. Con không hiểu. Là như vậy. Có một người mẹ không quen biết, nhưng người đó và đứa bé rất đáng thương. Bọn họ bị người ta bắt nạt. Chúng ta sẽ thay họ đòi lại công bằng. Vậy con nên làm gì? Con hả? Lúc đó con sẽ diễn kịch với mẹ. Chúng ta sẽ chuồn đi sau khi diễn xong. Chúng ta sẽ đến thành phố khác để sinh sống. Lại phải chuyển nhà sao? Nếu không đi sẽ bị Cố tổng truy sát. Mẹ xin lỗi Lạc Lạc, do mẹ quá tùy hứng rồi. Không sao đâu mẹ, chỉ cần có thể ở cùng Nguyễn Tinh và ba nữa, đi đâu cũng được. Nhưng mà chúng ta đến cuộc họp thường niên của Thịnh Thế, không thể nói với ba con. Khi ba con hỏi thì nói là chúng ta đi chợ rồi. Con biết rồi. Ai vậy? Khí thế thật, đẹp thật. Đẹp quá. Ai vậy? Chào buổi tối. Mọi người cứ thoải mái. Đây không phải là vũ công Khương Giao sao? Hôm nay tôi đến không phải với thân phận diễn viên Khương Giao, mà là với thân phận vị hôn thê của Cố Yến. Nghe nói Cố tổng có một thanh mai trúc mã, không phải là cô ấy chứ? Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Sao cô ấy lại đến đây? Vậy người phụ nữ và đứa bé Cố tổng nuôi bên ngoài tính sao? Tính cái gì? Cô Khương mới chính là lựa chọn phù hợp với Cố tổng. 5 năm này tôi không ở đây, chó mèo gì đấy cũng dám vọng tưởng giành Cố Yến à? Nhưng giờ tôi về rồi, Cố Yến sẽ chỉ là người của một mình tôi. Đúng đúng đúng. Không đúng. Cô, có con rồi sao? Cô mang theo con đến đây làm gì vậy? Đến để ăn tiệc. Xin chào. Cuộc họp thường niên không thể mang theo người nhà. Cô tính làm càng à? Các người không thể, nhưng tôi thì có thể. Tại sao? Tại vì tôi là người phụ nữ của Cố tổng. Con là con của Cố tổng. Mọi người chưa từng nhìn thấy người tình của Cố tổng. Xin lỗi nha, tôi không có ý mạo phạm. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô và đứa bé, ngăn chặn Cố tổng và Khương Giao ở bên nhau. Hạ Quyến Tinh, cô điên rồi phải không? Cô không sợ bị đuổi việc sao?
Cô Khương xin chào. Lại gặp mặt rồi. Không phải tôi bảo với cô đem con của cô cút đi hay sao? Tôi hình như chưa đồng ý. Nhưng cô nhận tiền rồi. 500 vạn. 500 vạn. Cô nói là thứ này sao? Rơi ở quán cà phê rồi. Cô chơi ít sao? Cô muốn bao nhiêu? Có thêm đi nữa cũng không thể so sánh với gia đình Cố Yến. Cô nghĩ tôi ngốc à? Cô là đồ đàn bà xấu xa tham lam. Nghe như vậy, Nguyễn Tinh hình như là người phụ nữ của Cố Tổng. Kinh khủng thật. Nguyễn Tinh còn đói rồi. Ăn đi, ăn món gì cũng được. Ở đây đều là của ba con. Cô... cô là đồ đàn bà xấu xa tham lam. Cô Khương, phiền cô khi nói chuyện nên chú ý hình ảnh chút. Dù sao cũng là người của công chúng, cô đáng bị nói như vậy. Tiểu Tam, cô có bị nhầm không? Con của tôi với Cố Tổng đã lớn như vậy rồi, còn cô, đến cửa cũng không có. Cuối cùng thì ai mới là Tiểu Tam? Tôi và Cố Yến quen nhau từ nhỏ, cô mới là người đến sau. Tình cảm không phân biệt đến trước hay đến sau. Hai người có yêu nhau không? Thằng bé lớn như vậy rồi, Cố Yến vẫn chưa đón hai người về Cố gia. Đó là do tôi không vội kết hôn. Cô đừng có tự lừa bản thân nữa. Cô Yến không hề yêu cô. Anh ấy ở bên cô chỉ để giải trí thôi. Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi? 20 năm. Hơn 20 năm. Cố Tổng cũng không cầu hôn cô. Chứng tỏ điều gì? Chính là cô tự mình đa tình. Cô nói bừa. Cố Tổng ấy yêu tôi yêu đến chết đi sống lại. Nhìn đi, hôm qua vừa tặng cho tôi đấy. Cô Khương, cô đừng nghe cô ta nói bậy. Đừng để cô ta lừa. Cô xem, đây là một cái vòng tay rách nát. Liền nói là Cố Tổng tặng. Thứ đồ linh tinh này của Cố Tổng ư? Đây chính là Cố Nghiên tặng tôi. Đây là câu nói thật duy nhất tôi nói trong tối nay. Cô chứng minh nó đi. Đồ giả thì có, sao Cố Tổng lại có chiếc vòng tay cũ kỹ như vậy? Cũng không thể nói mình trộm từ nhà Cố Tổng được. Nói dối vậy, đồ cũ là đúng rồi. Đây chính là vật gia truyền của Cố gia. Thời đại nào rồi, còn có vật gia truyền nữa? Cô xem cô kìa, không phải là hàng giả mua ở chợ. Còn dám đem ra đây lừa người. Đồ của tôi là đồ thật. Sao vậy? Bác gái, bác đến rồi. Giao giao. Cô ta dám bịa đặt về Cố Yến. Cô bịa đặt về con trai tôi. Con trai, đây là mẹ của Cố Yến. Cũng là người thương tôi nhất. Chào phu nhân. Có chút quen mắt, hình như có gặp cô ở đâu rồi. Bác gái, cô ta nói Cố Yến tặng đồ gia truyền của Cố gia cho cô ta. Vật gia truyền, Cố Tổng không bao giờ tặng đồ tầm thường như vậy. Để tôi xem. Con xin lỗi, đây không phải là đồ Cố gia tôi. Chỉ truyền lại cho con dâu tương lai thôi sao? Bác gái nói gì vậy? Mèo mù nhớ được cái ráng. Đây đúng là vật gia truyền của Cố gia ta. Cô gái này không nói dối. Dòng này là ta cho Yến Nhi. Bảo nó nhanh chóng tìm đối tượng. Vì thế chiếc vòng tay này chỉ có thể nói là Yến Nhi tặng cho cô ấy. Tình yêu đích thực của Cố Tổng. Đúng đúng đúng, Hạ Nguyễn Tinh. Bảo bối gia truyền đều tặng rồi. Chắc chắn luôn rồi. Không thể nào. Con chính là người phụ nữ mà Cố Yến nhận định đúng không? Con tên là gì? Không phải con trai bác tặng cho con. Cố Nghiên, em bị anh hại chết rồi. Sao con không nói gì? Bà xinh đẹp, mẹ tên là Hạ Nguyễn Tinh. Nhóc con ở đâu ra thế này? Lão phu nhân, đây là con của Cố Tổng và Hạ Nguyễn Tinh. Con cũng đã có rồi, tiểu tử thối đó. Bà là bà nội. Con chào bà nội. Con tên là gì? Xong rồi. Con tên là gì? Con tên Lạc Lạc. Lạc trong vui vẻ. Lạc Lạc thật ngoan. Giờ chơi lớn như vậy phải kết thúc thế nào đây? Mẹ của Cố Tổng cũng nhận ra người thân rồi. Vậy Hạ Nguyễn Tinh không sớm thì muộn cũng sẽ được gả vào nhà giàu. Sau này Hạ Nguyễn Tinh chính là nữ chủ nhân của Thịnh Thế. Đúng nghĩa mẹ quý vợ con. Bác gái, giao giao, Yến Nhi không thích con. Hôn sự của nó do nó quyết định. Bác cũng đã hết cách rồi. Cố Yến chỉ bị người phụ nữ này mê hoặc. Cháu bác cũng lớn vậy rồi, sao có thể nói Yến Nhi nhất thời hồ đồ chứ? Cố Yến từ trước đến đây chưa một lần đưa cô ấy về gặp bác. Cũng chưa từng nói muốn kết hôn với cô ấy. Cũng thật kỳ lạ. Chứng tỏ Cố Yến căn bản không yêu cô ta. Cũng không thừa nhận đứa con này. Nó đem vòng tay gia truyền đưa cho Nguyễn Tinh rồi. Vòng tay. Tôi biết rồi. Chiếc vòng này không phải Cố Yến tặng. Lão phu nhân cũng nói rồi, chiếc vòng này hiện tại là do Cố Tổng bảo quản. Đúng đấy, cũng không thể để Hạ Nguyễn Tinh đến Cố gia trộm được. Chiếc vòng này chính là do cô ta trộm được. Giao giao, câu này không thể nói bừa được. Hạ Nguyễn Tinh, hôm qua cô đến nhà Cố Yến làm gì? Trợ lý Cao bảo tôi đi đưa đồ hộ. Đi cũng không có nghĩa là ăn trộm. Hôm qua tôi thấy cô ta lén lai lén lút. Hôm nay vòng tay đột nhiên xuất hiện trên tay của cô ta.
Thì ra cô ấy là kẻ trộm. Cô ấy không phải là người phụ nữ của cố tổng sao? Tại sao lại phải trộm? Trộm vòng tay của tổ tiên cố gia. Đó chắc chắn là để ép hôn. Mẹ tôi không phải là kẻ trộm. Lạc Lạc, mẹ xin lỗi, mẹ làm cho con thất vọng rồi. Mặc dù không phải cố ý, nhưng vòng tay thực sự là do mẹ và ba con trộm. Cô có biết là cô Yến ghét nhất người ép anh ấy hay không? Cô trộm vòng tay để ép hôn, nó sẽ chỉ làm cho anh ấy chán ghét cô. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Có trộm hay không, đợi Yến Nhi tới rồi hẳn kết luận. Mình phải chuồn trước khi cố tổng đến. Lạc Lạc, có phải con muốn đi vệ sinh không? Con muốn đi tè. Tôi đưa thằng bé vào nhà vệ sinh đã. Mọi người cứ nói chuyện đi. Đứng lại, cố tổng luôn rất đúng giờ. Chúng ta đợi một chút nữa, ngày ấy sẽ đến ngay. Thằng nhóc, nó không chịu nổi đâu. Tôi đi một chút. Con muốn đi tè. Nhà vệ sinh bên trong, cô ra ngoài làm gì? Cô không phải muốn chạy trốn đấy chứ? Quái sao phải chạy trốn chứ? Tôi vừa nghĩ có gì đó không đúng. Nếu cô là người phụ nữ của cố Yến, không phải cô nên đi với anh ấy hay sao? Đó là gì cô đang giả mạo? Đó là gì cô đang giả mạo? Giả mạo cái gì? Tất cả chúng ta đều bị cô ta lừa. Hình ảnh lan truyền trong công ty. Cô ta biết cố Yến ở bên ngoài có người phụ nữ và đứa con. Nếu như cô ấy mang theo con trai của mình để mạo danh thân phận của người phụ nữ và đứa bé. Lừa bịp, hóa ra đều là lừa bịp. Cô ta là giả mạo. Xong rồi, đều bị cô ta đoán trúng rồi. Tại sao cô ấy phải làm như thế chứ? Tất cả là vì hư vinh. Cô ta là một bà mẹ đơn thân, cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, thấp kém như con kiến. Không dễ dàng mới có cơ hội tốt như vậy, trở thành tâm điểm. Sao cô ta có thể bỏ qua chứ? Đúng, nhất định là như thế. Tôi không có. Người phụ nữ này không phải bị người ta bỏ rơi mà bị ảo tưởng chứ? Ảo tưởng chính mình là người phụ nữ của cố tổng. Con trai chính là tiểu thiếu gia của cố tổng. Các người nói bậy. Ba con không bỏ rơi con vào quyển tinh. Lạc Lạc, ba của con tên gì vậy? Tên là Cố Nghiên. Bé tí tuổi đã học cách nói dối. Con không nói dối. Ba tên là Cố Nghiên. Cố trong chiếu cố, Nghiên trong bút mặt chỉ Nghiên. Cố Nghiên này không phải Cố Yến. Hạ quyển tinh, xem ra cô luôn nói dối à? Thật nực cười. Tưởng tượng người đàn ông của mình cùng tên với cố tổng, liền nghĩ chính mình là phu nhân tổng giám đốc. Cố Nghiên, ai tin chứ? Có đối tượng rồi còn giả làm người của chủ tịch. Cô ghét người đàn ông của mình đến mức nào? Không biết xấu hổ còn mang theo con trai cùng đi lừa gạt. Hạ Quyển Tinh, mau đổi tên cho thằng chồng rác rưởi của cô đi. Cùng tên với cố Yến, thật xui xẻo. Tiểu Cao, lái xe. Sau tối nay, anh không còn là Cố Nghiên nữa. Anh sẽ trở lại thân phận thật sự để yêu em, bảo vệ em. Quyển Tinh, đợi anh. Anh ta không phải đồ bỏ đi. Tại sao anh ta lại để cho mẹ con hai người đến đây lừa gạt? Anh ấy không biết chuyện này. Vậy là cô không biết xấu hổ. Tôi thừa nhận tôi không phải người phụ nữ của cố tổng. Hôm nay tất cả đều do tôi tự biên tự diễn. Nực cười. Tôi coi cô là đối thủ, nhưng trên thực tế cô chẳng là gì cả. Cô bớt ngạo mạn đi. Tôi không giàu bằng cô, nhưng tôi có người yêu và con trai. Tôi biết ý nghĩa của gia đình. Vợ và con của cố tổng là ai tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy anh ta nên làm tròn bổn phận của một người chồng. Phải yêu thương họ, chăm sóc cho họ. Đứa bé lớn lên bên cạnh cô ta là cô ta tự mình muốn sinh ra. Dựa vào cái gì mà trách cố Yến? Đứa bé nói sinh thì bản thân liền có thể sinh ra sao? Chẳng lẽ đàn ông xách quần lên thì có thể không nhận người sao? Cô nói bậy. Nguyễn Tinh nói rất đúng. Bây giờ con cũng có rồi, Yến Nhi phải có trách nhiệm với mẹ con họ. Các người ai có ảnh của mẹ con họ? Tôi muốn xem con dâu với cháu trai của tôi. Bác gái. Tôi có. Ngài xem. Đây không phải là bức ảnh của ngày hội gia đình hôm đó sao? Ba, Nguyễn Tinh còn có con nữa. Người phụ nữ hay đứa bé nào chứ? Tất cả đều phải nhường chỗ cho Khương Giao tôi. Đừng hét nữa. Đó không phải ba của con, đó chính là ba. Có người mẹ như nào thì đứa con cũng sẽ như vậy. Bé tuổi đã học cách nói dối, lớn lên rồi chắc dám giết người phóng hỏa quá. Con không lừa ai hết, đó chính là ba. Ba ba. Ồn chết được. Mau đưa con trai của cô ra khỏi đây đi. Nguyễn Tinh, mẹ không sao chứ? Cô muốn làm gì? Người đàn ông của tôi từng nói, nếu bị bắt nạt thì phải đáp trả lại. Cô dám? Cô và thằng chồng rác rưởi của cô nữa, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Có chuyện gì thì cứ nhầm vào tôi. Cô là cái thái gì chứ? Anh xin lỗi, anh tới muộn rồi. Cố Nghiên,
Sao anh lại ở đây? Anh không phải đến tìm em và Lạc Lạc sao? Lớn chuyện rồi, mau đi thôi, mau đi thôi. Bỏ cô Yến ra. Tôi nói cho cô nghe, việc này không liên quan tới anh đấy. Việc này rất có liên quan tới anh. Không liên quan, mau đi thôi. Con trai. Ba. Cố tổng, họ là... Con trai, có chuyện gì vậy? Giới thiệu với mọi người, Hạ Nguyễn Tinh là vợ của Cố Yến tôi, còn Lạc Lạc là con trai ruột của tôi. Vậy là Hạ Nguyễn Tinh không nói dối, thằng bé cũng không nói dối. Anh chính là người đàn ông mà cô ta nói. Vậy cô Khương là gì? Không phải là bia đỡ đạn chứ? Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh đừng như vậy. Anh là Cố Yến. Có còn là Cố Nghiên của em không? Đương nhiên, chỉ là Yến của Yến hội. Vậy nên em chính là người phụ nữ của Cố tổng mà họ nhắc tới sao? Lạc Lạc chính là con của Cố tổng. Đúng. Anh vẫn luôn lừa em. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ. Nguyễn Tinh, em đừng như thế. Nguyễn Tinh, anh sai rồi. Nguyễn Tinh, mẹ đừng khóc. Mẹ không có khóc, mẹ là đang rất vui. Em không có nằm mơ chứ? Chồng của em là một tỷ phú. Là thật đấy. Cô Yến, em về rồi đây. Anh đừng để ý đến hoa cỏ ngoài kia, được chứ? Sau này chỉ có hai chúng ta. Tôi cảnh cáo cô, Khương Giao, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Người phụ nữ hợp nhất với anh là em. Hơn nữa, anh đối với cô ta căn bản không có nghiêm túc. Anh không có ý định đưa họ vào Cố gia. Yến Nhi, rốt cuộc con muốn như thế nào? Mẹ, tối nay con muốn cầu hôn. 5 năm rồi. 5 năm này vất vả cho em rồi. Sau này hãy để anh đến bảo vệ em và Lạc Lạc. Tốt quá rồi. Hạ Nguyễn Tinh, em có đồng ý gả cho anh không? Con đồng ý. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy. Em đồng. Lại nữa. Dương phu nhân, có người tố cáo anh quấy rối tại nơi làm việc. Hãy đi với chúng tôi một chuyến. Nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người rồi. Lão già này xứng đáng. Hả lòng hả dạ. Tốt rồi, tốt rồi. Hai cậu tiếp tục đi. Nguyễn Tinh, Nguyễn Tinh, em vẫn ổn chứ? Em tưởng giống như 5 năm trước, dọa chết em rồi. Vậy em hãy nhanh chóng đồng ý gả cho anh đi, để những hồi ức đẹp che đi những hồi ức xấu. Nhanh lên mẹ. Con gọi mẹ là gì? Mẹ. Mẹ nhanh đồng ý ba đi. Nhanh lên, đừng để con trai chúng ta chờ đợi. Vậy em đồng ý với anh.